đó. Nó hay ghê á. Hello, Chào anh chào Tú anh Trung Phan. Phan. Chào em Thư Quang nhé, chào em Dạ Việt, dạ chào anh dạ chị dạ bạn nhé, chào cả nhà. chào anh. Hai em cứ nói đi thì anh vào sau anh ngồi anh nghe. Dạ 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 Các em. Đúng rồi, lâu lâu em lên chơi giao lưu đi. Nuôi em coi ăn có lớn không Thư Quang? em cũng bình thường anh, nói À, chung là em tốt. cũng cũng bình thường, không có không có gì À, hết. rồi. Nuôi em vui thì là tốt rồi. Em bên đây cũng vậy, Noel thì Noel nhưng mà gia đình em cũng bình thường thôi anh, chứ không có gì ấy hết. Nói chung là À, tại vì mình cũng không có trong đạo thì bà không con riết mấy ảnh nhìn thấy, mấy ảnh thấy ở Việt Nam mà người dân người ta có cái này có cái kia, phát triển ăn chơi vui vẻ, mấy ảnh cay à, cái mấy ảnh cũng lôi ra, mấy ảnh chửi, mấy ảnh nói đó. Rồi xong rồi một là nhạy, hai nữa là mấy ảnh nổ. Ủa, mới bắt đầu mấy ảnh sợ thua, mấy ảnh nổ, mẹ nó nổ. Một là chỉ sợ người ta hơn mình, hai là nổ để đi lừa đảo chứ chả có con mẹ gì hết. bởi vì nó là cái đầu cây cứu cuồng si mà Khánh Ly kêu đi gọi đúng không? Đừng nói đùa là bắt live stream xong rồi đi gọi đầu nha đó. Rồi cái đám ca sĩ anh thấy không, bây giờ cũng từ từ mò về, uống với đất nước này mà còn cộng sản là không bao giờ tôi về à. Bây giờ nhìn thấy ai rồi, bao nhiêu ông về rồi, ôi Chế Đang Linh rồi cái bà đang nguyên mấy gì cây á ha, đang nguyên mấy cây đúng không? À, Việt Nam nguyên tôi đâu rồi á, Việt ừ Nam tôi đâu rồi, cho mày về mày thấy Việt Nam của mày đó, và đéo đó cho là mày Việt diễn Nam mày đó, Việt Nam mày đó, đói gì Nam tôi đói vườn đâu, sói chỗ Việt Nam tôi đâu, nghe mà lời mấy hùng ba que hổ dắt cờ ba lính quăng que rồi. hùng hổ rồi nó đéo ra cái con giáp. Bây giờ lại về gì, bây giờ bắt đầu tìm cách về Việt Nam để lại kiếm tiền của cụ nhà mình đem qua bên Mỹ đóng thuế, đồ quá chơi vậy đó. Đúng không? À, Ủa, bên đây mà nghỉ chơi nổi. ok nghỉ nghỉ với bác nhà mình chơi cũng hay ok rồi mày chống đúng không, mày chửi cộng sản mày đòi lật đổ cộng sản đúng không, rồi cho mày về cại mày muốn về cho mày về nhưng mà đéo cho mày Về diễn bao tư đéo cho mày diễn cho mày về đó, cho mày thấy cấm đó, hay mày cho mày về về bắt luôn công mất nghe quan điểm đúng không, ra cấm về thì đúng không cho về mất quan điểm không. cho về về đi. Mấy bác này tính rất là hay, em cũng vậy á, cho nó về, không cho Đéo cho gì mày thì kiếm cho nó ăn về. trời cày Về về cái dở trò ra là gì ta, từ thiện được, thiện cứ từ đem thiện tiền về đi rồi ừ từ thiện để mốt mua được cái từ từ mà mấy bác bên nhà mình mà mai mốt mà cho nó diễn rồi một cái đi thì anh thấy không, nó lại về nó ôm tiền Việt Nam mình qua bên đây để làm gì, nó đóng thuế, nó trả nợ trả bill bên Mỹ làm mẹ gì. đói như con sói giờ cho mày đói như con sói cho mày biết Lúc này đói rồi, lúc này bên đây chán ai mà đi coi. Nghe lâu lâu thì chút thôi, anh thấy giờ Paris by night, by nung gì riết giờ. Ôi, chả ai còn ấy nữa hết. Em nghe nói hình như ông Nguyễn Ngọc Ngạn cũng muốn về nữa thì phải, cái đó em nghe nói thôi chưa về có không được muốn về không mà à. không về không được ừ. Dạ. Hồ Ngàn thì năm nay mới khoảng 70 thì ông có nên phải về cái ở đấy làm gì? Buồn quá Ông anh, Ngàn giờ ở muốn quê này quê riết cũng muốn tìm về cái chỗ để chôn gì đó mà chắc coi bộ không xong rồi. ăn gì Hồi xưa nghe như cụ Huy Hòa Vũ kia rồi còn muốn về nữa, thằng gì thằng gì bên Canada ta, thằng gì cái bên Canada Canada hả? gì đi làm phụ hồ á Thằng quên mẹ tên rồi Hoa Lao ghê Kiệt. lắm à, mà, gì Hồng Quyền gì Bạch Hồng Quyền à Bạch Hồng Quyền Mà à, quên quên có gì đó học sinh tìm đến đó OBDA đấy thằng hả, ấy muốn về thì sang phụ hồ rồi giờ cũng muốn muốn về chết về mẹ nó thẳng vậy luôn cái đám con nấm độc này kia kia nọ giờ mẹ thật sự nếu mà đủ mà vô tư mà về mẹ quay về gấp
đám đó ở nắm đọc nắm biết gì ở Texas nè, giờ vừa im như thóc, im ru luôn, chống chiếc mẹ gì nữa, giờ lo đi cày kiếm ăn kiếm cơm chứ ở đó mà chống. Mơ với Anh thấy tưởng rồi em có tương rồi chồng luôn. Ông nào chồng phản đối lúc đầu á ở Việt Nam cũng nghe lời mấy ba que đó, mơ mơ với đó tưởng rồi mơ tưởng đúng qua Mỹ rồi. thế này thế nọ thế cho rõ trai ở nhà lầu đi xe hơi, cũng mấy ai ngờ qua Mỹ rồi toàn là ăn tương với mỡ không, đói chết mẹ đúng không, Nghe mơ cũng cũng tưởng nghe tụi nó dụ đó, quậy đi quậy đi, mốt mốt à, qua đây, qua qua đây đây sướng lắm, đi ăn chơi thoải hamburger, mái được ăn hamburger mẹ. miễn phí hết, ở nhà lầu đi xe hơi, mày ai ngờ qua đâu ăn toàn tương với mỡ không, cũng có Qua đây cho mày cài phụ điên luôn, giờ ở đó mà mày ngồi mày chống. ăn Em á, em thấy ông em chỉ có gia đình nhỏ thôi, mấy người thôi, đồ mà cài sấp mặt luôn ở. Nói đúng anh ra Việt Nguyễn này. mình cài thì sao anh? Anh Việt Mỹ họ anh Việt Nguyễn hỏi câu mắc cười mà tại sao tụi nó không bao giờ dám chửi Mỹ nhỉ, anh thấy nó dám đọc không, đặt chân qua Mỹ thì nó đâu chửi đâu, nó đâu chửi đâu, nó chỉ nói sự thật, nó nói lên sự thật luôn là nước Mỹ không vĩ đại như nó tưởng thôi, nó đụng mẹ nguyên bày nguyên cái tập đoàn Ba Que bu vô cắn nó, anh không nhớ hả, Đọc nhiều đó là mới quá tập đoàn Ba Que cắn nó thôi nha, chứ chưa đâu gặp mà chưa gặp mà Mỹ đế nó cắn nó nha. đồ quá, cái đó là tập đoàn Ba Que đó, chứ còn cái câu nói đó của nó mà nó nói ra mà tụi Mỹ nó nghe nữa, cái mà hình như cái đợt đó là cái đợt nó nói cái gì về ông Trump nữa thì phải đó, có liên quan gì tới ông Trump đó. Mà trúng cái tuổi mà nó cuồng ông Trump nữa thì thôi, con nhỏ này mệt rồi, tụi nó không có nghe được á, chỉ có trong cái cộng đồng của cái chỉ có trong cái nhóm của Việt Nam thôi đó. Vũ ờ, Vũ Thần xem cái vụ này được không, thấy tụi thông tin nó đưa Vũ Thần, tức là Vũ Thần nói là bà Khánh Ly vừa rồi đi quay video định nổ là đi tìm nhà cũ ở phố cổ Hà Nội, nhưng gặp đúng bà chủ nhà đó nói là mẹ con chị trước ở trọ nhà này nè, thế là bà Khánh Ly quê, tức là mẹ con bà Khánh Ly ở trọ thôi đúng không Vũ Thần, chứ không phải là nhà của bà Khánh Ly là ở phố cổ đâu đúng không Vũ Thần, hồi xưa là ở trọ đó đúng không, tính nổ là nói chung là nhà của bà đúng không, còn cái vụ này Anh truyền được thông nó bít ha, vụ này truyền thông nó bít nó không đưa ha, vậy luôn á hả, ghê vậy. ông nghĩ hợp lý á, nghĩ Vũ Thần đó hợp lý á, Video định nổ đi làm nhà, đi tìm nhà cũ phố cổ hả? Đào chứ không là đồ quen, tại vì biết sao mình suy về ra việc ra nè, từ vì cái ý đồ của Khánh Ly mà về để quay video để tìm nhà cũ này thật là có ý đồ rồi, ý đồ gì mình chưa nói đúng không, mà nếu đúng thật sự á, là tìm được nhà của bà thì sẽ có những cái video tiếp theo không, sẽ có những video tiếp theo à, còn đằng này là tới đoạn đó đứt luôn im luôn, không thấy ra video tiếp là chứng tỏ là gì, là Vũ Thần nói chuyện có logic có hợp lý, Cái bà chủ nhà kia cũng chơi đòn quá độc hả? rõ ràng thôi chứ giờ bà cũng đâu dám, bà thì bà cũng phải nhìn ra rõ rồi đúng không, có nghĩa là gì, có nghĩa là gì to mồm lắm mà còn cộng sản không về, vậy giờ mày vác cái mặt mà về đây làm gì, là mới nói được làm được người ta mới sợ người ta mới nể đúng không, tôi mới nói cho giữ Ủa vô cho hầm hố vô cho vậy? Ông Phạm to Duy, mồm vô, ông Phạm Duy cũng về Việt Nam mà, phải không anh? Đúng không? Ông ông Phạm bận gì Duy như hình. là gì chết rồi mà Thì chết rồi nhưng mà ông cũng về Việt Nam rồi, ông mới chết đó. đúng rồi hình như vậy, Ừ, rồi vừa rồi tay gì nữa, hồi Lu Su Bu hồi xưa lắm á. tay gì nữa Vũ Thần, hình như này chắc Vũ Cường Toản biết rồi, cái tay gì Vũ Thư Hiên hả, Vũ Thư Hiên hả, tay nhà văn nhà viết gì đó
hình như cũng được hoài đó, cũng được hoài để chắc để rồi gửi nắm cho tàn để nằm xuống tại Việt Nam đó, tại tại Vũ Thư Hiên ở bên Pháp thì phải, lỗ cho giữ vô đào mẹ đó. Nhà nước Việt Nam họ nhân văn không, quá nhân văn đi chứ còn gì nữa. Gặp các quốc gia khác nó cho đi mẹ đéo tiếp đón về rồi nằm đúng rồi, đó mà mấy cái khóc. quốc gia, mấy cái nước khác mà như là độc tài giống như tụi kia mà nó nói á, là mấy cái tay này không có cửa đâu. Bích cửa luôn đó, nó như Vũ Huynh Trưởng đó, cuối cùng là gì cũng lộ ra hình ảnh là bộ phận nằm ở Việt Nam chứ nằm ở đâu. À, đem về bên đó à, đau đau khổ đúng là chóng Ba nó đời chọn hỏi sao người ta tụ ta, rồi. ta chữa ba que xỏ lá, chữa ba que xỏ lá giận à, còn bất kỳ vậy á, nóng tính võ công cao. Đây với cái vụ mà bên Nhật Bản mà cá chết đó anh Thái Quang. Ồ, À, cái ru luôn. ở gì Hokkaido gì ở cái đảo đó đúng, ba ca nó chết quá trời luôn mà em thấy luôn, mà em ru luôn nha, À, không thấy đó, đường nào luôn mấy đó thằng yêu em. hoa, yêu cá, yêu cây, yêu cảnh đâu, bảo vệ môi trường đâu, sao đéo lên tiếng đi. Thật sự là im luôn á, im luôn á, em không có thấy tờ báo hải ngoại nào hả gì mà tụi nó nói á, cái đám mà hay tuyên gì chống cộng đồ này kia cái nọ đúng má nó im hay thiệt. Trời các bác thức sớm Hello, thế. dạ vào. Đúng anh. Đá xéo con này, con này biết càng ngày nó càng đá đá vào lái không. Ok. Đừng lễ rồi thức sớm đây à, anh em ta chơi lễ mà trời ơi. Tức tập thể dục Hình như Kiều Oanh cũng thức sớm á, tháng nay Kiều thức Oanh thể dục cũng thức sớm ghê. Lễ mà hình như là ngày mai là chắc cả nước bà con ăn chơi ăn nhậu không ai làm gì trời. thôi giờ mọi người thức rồi, tới khi anh tôi đi ngủ rồi. Đúng. Thôi anh khỏi đi ngủ, anh thức luôn đi để giữ eo đi đại ca. Chú Khoa ông ấy khò khò kìa. Ngủ Dương Kiều nó Anh nghe hay vậy nói có ngủ đâu ừ. mà Kiều Anh gì có ngủ đâu mà thức hả? Nghe hay vậy nói Kiều Anh mỗi bữa cái ông cư xá, ông cư xá chơi không được rồi lên phát một lại là cái gì tự nhiên rồi rút lui chiến thuật đâu mất tiêu rồi. Nói chung là nghe Trung Cộng thì chiến là thuật người sáng bỏ ngủ rồi, nghe Trung Cộng bây giờ ta bỏ thì được trở về nước thông tin đầy đủ được, các anh chẳng nói khác nữa thì cũng nhạt nhẽo lắm rồi. đúng rồi đó Nhưng anh, Trung mình Cộng về livestream tới sáng luôn cho bà con chơi mà. nước thôi anh xuống trước nha, anh nghỉ tiếp gần tháng rồi, anh xuống trước nha, Vậy tôi nghỉ tiếp thì gần tháng mình rồi sắp phải dừng rồi luôn rồi chứ nghĩ gì nữa anh. nghỉ tiếp thì Ok sáng rồi à. chào bạn nhé. Rồi, cảm Chào ơn anh, anh Trung chào Phan lịch chú sự. nha. Dạ. Tao luôn đi Rồi, bên đây thôi. ok. Ok, thôi em cảm ơn anh chị em lên chơi hôm nay để cho bà con nghỉ ngơi tí xíu. Gì Ok. em ngày mai em cũng Đang nghỉ vui anh làm. ơi. Vui ông leo lên đây. Đáng vui Ông vui ông ngồi dưới. Ông vui ông leo lên đây để ông tiếp lửa cho người ta còn người ta còn gọi là có động lực để người nó thức chứ. em ngồi không thôi, em cứ mở như vậy nè, anh em nào lên chơi thì cứ lên chơi, Việt Trai không có đi ngủ đâu, Việt Trai Mình ra bên đó mình ra ban ngày. giờ tắt không nói thiệt, giờ tắt livestream Việt Trai vô cũng không biết làm cái gì. thấy không, trà tiết rồi nè, ngồi Ông lôi đầu, ông lôi đầu ông cứ xá vô lại đi ông ra. Thôi hai ông đó, hai ông mở karaoke hát hò gì đó.
Không có nhớ phèo nha, người ta gái người ta ngủ đàng hoàng nha, ta ngủ rất đa thùy mị đó bà ơi, chứ không phải như ai kia đâu. Ok, thôi. Bye bye mọi người nha. Chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn Việt Ga nha.